cũng đã nói thì niềm đam mê trong nghệ thuật ẩm thực của anh có nguồn gốc từ truyền thống gia đình. Và trên bước đường thành công của anh, bên cạnh người bạn đời cô Huỳnh Thị Cúc Hương, còn có bóng dáng của mẹ anh mà mọi người vẫn thường thân mật gọi là cô Mười. Nếu mà không có mẹ thì cũng không làm được nhiều đâu. Những cái gì mà về cái đẹp á, thì ngày xưa Dũng có thể ngồi xuống Dũng làm. Nhưng mà bây giờ đó thì Dũng nghiêng về business nhiều hơn. Nên những cái gì mà tỉ mỉ á, thì mẹ lại làm hết. Thường thì Dũng nói mẹ Dũng cần cái gì là mẹ có liền. Nên quan trọng lắm. Nếu mà về bánh cưới đó mẹ là cái nếu mà về hoa đường đó hoặc là những cái gì mà đẹp á, thì mẹ là hơn 50% trong cái đó. Theo anh Dương Anh Dũng, một số tính chất căn bản của người Việt Nam cũng đã góp phần không nhỏ vào sự thành công hôm nay của anh. Hầu như anh thấy là người Việt Nam nào cũng khéo tài. Là người Việt Nam thì sự thật thì nói về cái khéo tài thì người Việt Nam khéo tài lắm. Dũng cũng có dịp gặp được những người Việt Nam mà trong những cái chỗ làm mà Dũng làm ngày xưa thì ai cũng giỏi hết. Nhưng mà khéo tài mình cũng phải nhận lại, mình với lại cộng với cái sự đam mê. Nếu mà mình đam mê đó thì mình bỏ hết tất cả, mình dồn hết focus vào cái công việc mình đang làm thì mình thành công thôi. Lúc ban đầu, Desert Trends đặt mục tiêu bán sỉ cho các khách sạn, các công ty tổ chức tiệc tùng. Vì thế nhiều người chỉ có thể thưởng thức các chiếc bánh của anh Dương Anh Dũng khi đến những nơi này. Nay thì anh Dũng đang dự định mở rộng hệ thống bán lẻ để có thể đưa những chiếc bánh ngon và đẹp của mình đến trực tiếp những người hâm mộ. Cái dự định cũng đem cái bánh ra ngoài bán lẻ để cho mọi người ăn, để cho mọi người thưởng thức được cái ngon của cái bánh. Tại lâu nay thì Dũng bán sỉ nhiều hơn. Thì có thể trong vòng 2 năm thì Dũng cũng dự định 1-2 tiệm hoặc là hơn bán lẻ. Đã về Việt Nam nhiều lần và hiểu biết rất rõ khẩu vị của người Việt. Thế anh Dương Anh Dũng có ý định một ngày nào đó sẽ mở một tiệm bánh hoặc một nhà hàng tại Việt Nam? Hiện tại thì cái project của Dũng ở Canada nó cũng nhiều. Có thể tương lai, nhưng mà bây giờ thì Dũng đang focus vô cái công việc làm ăn ở đây. Trong vòng 1-2 năm nữa là Dũng định mở vài cái tiệm kem với bánh. Tại vì ở đây những cái tiệm kem với bánh nó có, nhưng mà nó cái quality nó không có cao lắm, nên cái thị trường thì vẫn còn những cái chỗ cho những cái business đó. Thành công trong một lĩnh vực có nhiều cạnh tranh, anh Dương Anh Dũng đã có những lời khuyên cho các bạn trẻ đang muốn bước vào nghệ thuật ẩm thực. Thứ nhất là mình phải đam mê. Thì Dũng cũng đã nói với anh là nếu mà anh đam mê một cái trong bất cứ một cái ngành nào, anh thứ nhất là anh không có thấy chán mệt mỏi, thứ hai là mình phải có cái plan trong cái công việc làm ăn của mình hoặc là cái công việc học hành của mình. Thì những cái gì Dũng muốn làm là Dũng đã plan từ 5 năm trước rồi, 5 năm tới 7 năm. Thì mỗi năm như vậy Dũng ráng reach được cái level đó. Thì nếu mà không được thì mình cố gắng, còn không được nữa thì thôi không biết như thế nào, nhưng mà phải cố gắng, phải thích. Tài hoa đang ngày càng được nâng cao, chắc chắn Dương Anh Dũng sẽ còn tiến xa hơn nữa trong nghệ thuật ẩm thực. Và rõ ràng tiếng tăm của anh đã góp phần làm rạng rỡ cộng đồng Việt Nam ở Canada trong một lĩnh vực mà ít người Việt để ý. Hy vọng những chiếc bánh của anh Dương Anh Dũng cũng sẽ làm ngọt ngào thêm những mối dây ràng buộc giữa cộng đồng Việt Nam với các cộng đồng bạn trong xã hội đa văn hóa của Canada.